Xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta được vào dưỡng em MRX 62S này. Các bạn nhé, MRX 62S. Nên mình đang kiểm tra bảo dưỡng nó tại Nacimex Hà Nội. Các bạn nhìn động cơ rất là đẳng cấp, V12 rất là êm. Chuyên gia mình đang hoàn thiện lốt. Em nó đang được vào dưỡng tại Nacimex Hà Nội. Nhìn máy rất là kín luôn, cả khoang máy rất là đẳng cấp. Nghe lỗ rất là phê luôn các bạn, rất êm. Đẳng cấp của Mercedes-Benz là MRX 62S này. Đó. Thank you.